Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình CodeSpace. Khóa học này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về CodeSpace Edu và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn tạo ra những sản phẩm học tập sáng tạo, giúp bạn bước đầu làm quen với lập trình thế giới ảo 3D. Khóa học cơ bản dành cho giáo viên hoặc các bạn học sinh có khả năng tự học cao. Thật tuyệt vời khi bạn tham gia khóa học này cùng với tôi. Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay cô Hường sẽ cùng các bạn học tiếp bài tập số 5 là bài lệnh chuyển động trong chuỗi bài tập CodeSpace Edu nhé. Bài tập về lệnh chuyển động này nó như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh chuyển động và kết hợp với hiệu ứng animation của các nhân vật, và chúng ta sẽ thêm vào bài tập ngày hôm nay một số nhân vật như người này, chim này, ô tô này và một số con vật. Ở đây cô giáo có một bài mẫu, các bạn hãy xem nhé. Ở đây cô giáo đã căn dưới cái trục tọa độ của cái CodeSpace này. Ở đây nó có trục OX, OY, OZ thể hiện cho các cái hướng của cái không gian. Thì nếu mà các bạn đặt một cái đường kẻ thẳng ở đây, coi như là các bạn căn để đây là vạch xuất phát, thì cô đã cài cho ô tô một lệnh di chuyển này, con chim một lệnh bay lên trời này, con cún và chú thỏ này sẽ chạy và bạn nhỏ này cũng đi, thì các bạn sẽ xem là cái lệnh chuyển động nó sẽ như thế nào nhé. Nhấn play này, đó, thì con chim này nó bay lên trên cao, nó vỗ cánh để nó cất cao bay lên trên. Còn hai con vật này, chú thỏ này và con cú này đang chạy về phía trước. Vừa này cũng đang đi bộ về phía trước và cái ô tô này lùi về phía sau. Thì làm thế nào để làm được bài tập này? Và qua bài tập này chúng ta sẽ học các cái lệnh chuyển động cơ bản. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào, giống như các cái buổi học trước thôi, chúng ta sẽ bấm vào hình người và quả núi. Chúng ta chọn Create CodeSpace, chúng ta chọn 3D Environment, chúng ta chọn Empty và chọn nền trắng. Sau khi chúng ta chọn nền trắng xong, chúng ta sẽ chọn Environment. Chúng ta sẽ chọn một cái nền không gian mà các bạn thích. Cô giáo sẽ chọn nền không gian nhiều cây cối này. Đó. Sau đó cô giáo sẽ bấm vào camera, cô giáo sẽ đưa camera lên cao. Đó. Đưa camera lên cao, không cần cao lắm cũng được. Đấy. Cô giáo sẽ xoay camera để nó hướng xuống dưới này. Bấm vào mũi tên để di chuyển cái camera đi. Bấm vào xoay để có thể xoay camera nhìn theo các cái hướng. Nhìn hướng nào đấy là chiếu xuống. Rồi, cô giáo sẽ bấm vào camera. Cô giáo sẽ chọn code cho camera. Bấm vào camera, cô giáo sẽ chọn camera và chọn cái chế độ xem là Orbit để lát. Khi cô giáo nhấn play thì cô giáo sẽ xem được cả thế giới theo một cái đường cong tròn. Đấy, đường cong theo cái đường hướng này này. Đấy, thì nhìn nó sẽ bao quát hơn, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ tiến hành vào building. Chúng ta sẽ kẻ một cái vạch ở đây. Rồi sẽ xây một cái vạch ở đây. Đó, cô giáo sẽ xây cái vạch này. Cô sẽ xây cái vạch này để lát khi mà các cái con vật di chuyển ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn cái lệnh chuyển động của chúng. Đó. Đó. Ta sẽ làm dẹp nó đi, chỉ mỏng dính thôi. Đấy, nó như là cái vạch kẻ đường ấy thôi. Nhấn chuột phải, chọn lắp khóa lại. Đấy. Đây là coi như là cái vạch đích nhà, vạch xuất phát nha. Bây giờ cô giáo sẽ thêm vào đây một cái ô tô này. Cô giáo sẽ thêm vào đây một cái ô tô. Cô giáo sẽ xoay cái ô tô này. Đấy.
Vâng, hoặc để ở giữa đây, giữa vậy. Cô giáo sẽ thêm vào đây một chú cún. Rồi, hướng nó sẽ hướng, bao giờ nó cũng hướng theo trục, bao giờ nó cũng hướng theo cái trục màu xanh này, cái hướng đi theo cái tiến về phía trước ấy, nó sẽ tiến theo cái trục xanh này, nó sẽ phóng to. Khi nào nó tiến về phía trước là cái trục xanh này sẽ là trục đi vào phía trước. Nào, tiếp tục chú sẽ đưa một con cún thỏ ra, nó sẽ xoay cái hướng phía trước của nó sẽ về đây. Rồi, chú thỏ này sẽ phóng to chú thỏ này lên một chút, phóng to chú cún này lên một chút, phóng to ô tô này lên một chút. Rồi, bây giờ con giáo sẽ thêm vào đây một bạn nhỏ, thêm vào đây một bạn nhỏ. À, sẽ xoay cho hướng mặt bạn ấy ra đây. À, phóng to bạn nhỏ này lên. Đó. Bây giờ con giáo sẽ cài đặt. Đầu tiên, để chúng ta làm cho các cái đối tượng này chuyển động thì bao giờ chúng ta cũng phải mở code block để các cái nhân vật này nó được sử dụng lại. Đây là cửa sổ để làm việc, để thêm các cái lệnh vào. Chúng ta bấm vào code thì nó sẽ lặn đi, mở code ra thì nó sẽ mở ra, bấm lại vào đây nó hết xanh thì nó lại đóng lại, mở xanh nó lại mở ra, bấm hết xanh nó lại đóng lại, được chưa? Bây giờ sẽ chọn vào nhân vật này, chọn vào nhân vật, chúng ta tích chuột vào nhân vật đó, đi bỏ qua các cái câu lệnh di chuyển nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn chuột phải, chúng ta sẽ bấm vào code, chúng ta cho phép sử dụng lệnh này. Đây là bí mật nha, bí mật. Nếu mà đây là một điều đặc biệt, nếu như chúng ta không nhớ cái này chúng ta không bao giờ lập trình được. Mở lên để chúng ta có thể lập trình. Chúng ta show name ra, cô giáo thường hay show name để cho nó dễ nhớ. Cô giáo mở code, cô giáo cũng mở code của chú cún ra, cô giáo cũng mở code của chú thỏ ra, show tên chú thỏ ra. Cô giáo mở code của bạn boy này ra và show tên của bạn boy ra. Bây giờ tiếp tục cô giáo sẽ tiến hành lập trình. Cô giáo bấm vào code. Đầu tiên cô giáo sẽ chọn animation cho chú, cho ô tô. Đầu tiên là ô tô. Ô tô sẽ ở đây có rất nhiều các cái animation, ví dụ là đóng cửa mở cửa này, lái xe này, mở cửa lái xe này. Cô giáo sẽ chọn cái lệnh cuối cùng này là lệnh bánh xe nó sẽ quay, các bạn sẽ xem thử nha. Đấy, bánh xe nó quay đấy, giống như là nó đang đi ấy, cho nó thật. Đấy, bây giờ cô giáo sẽ dạy chọn làm thế nào để nó đi được. Nhưng ở đây cô giáo muốn thiết lập lệnh đi lùi nha. Cô giáo sẽ chọn move lệnh này, trong cái nhóm lệnh transform này. Các bạn sẽ chọn vào transition này, chọn lệnh move mat in, thì nó có nghĩa là cái gì đó chuyển động bao nhiêu mét trong vòng bao nhiêu giây. Thì cô giáo sẽ chọn là cái ô tô này chuyển động ở đây là trong vòng 10 giây đi, trong vòng 5 giây cho nó nhanh. 5 giây mà 5 giây đi được 30 mét, các bạn xem nha. Play này. À, đây là nó đang, cô giáo đang muốn cho nó lùi về phía sau. Cô giáo sẽ soi camera này, dịch camera này một chút. Hoặc là bây giờ cô giáo sẽ quay camera dịch ra phía này. Không thì không nhìn thấy. Play thử nha. À, cái ô tô này đang tiến về phía trước.
Nhấn play thử nào. À, cái ô tô này đang tiến về phía trước. Thế bây giờ cô ta sẽ cài đặt cái ô tô này là tiến về phía sau thôi. Cái ô tô này với vào code này, cô ta sẽ chọn là, à có nghĩa là forward, nó là phía trước đúng không các bạn? Vừa nãy các bạn có nhìn thấy nó tiến về phía trước không? Đây này, nhấn lại nhá, play lại nhá. Đó, nó đang tiến về phía trước. Nhưng mà cô giáo muốn cái ô tô này nó lùi cơ. Đấy, thì cô giáo sẽ bấm vào đây. Cô giáo sẽ chọn back forward, backward có nghĩa là lùi về phía sau, nhấn play thử này. Đấy, lùi về phía sau. Rồi, xong một bạn. Bây giờ đến bạn cú này. Bạn cú này cô giáo cũng chọn action, cô giáo cũng chọn set animation. Cô giáo sẽ chọn cho bạn ấy lệnh là lệnh run. Cô giáo chọn vào change form, cô giáo chọn là bạn cún này đi được bao nhiêu mét trong vòng bao nhiêu giây. Cô giáo cũng chọn bạn đấy là đi được 30 mét. Bạn này sẽ chạy chậm hơn ô tô, cô giáo cho là 10 giây đi. Tại vì thực tế là ô tô có thể nó sẽ chạy nhanh hơn chú chó. Nhấn play. Bây giờ là forward nhé, là sẽ đi thẳng nhé. À, bây giờ ô tô nó lùi xong này. Xong đến bạn cún chạy này, đúng chưa? Đấy, đây là các bạn đang lập trình như vậy mà. Đấy, lệnh này, nó sẽ chạy lần lượt. Lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba, lệnh thứ tư, lệnh thứ năm. Đầu tiên là animation kết hợp. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại hôm trước chúng ta đã học cái lệnh là lệnh thần kỳ, đó là run parallel. À, run parallel, cô giáo sẽ cho cái lệnh thần kỳ này vào nha. Cô giáo gọi lệnh này là lệnh thần kỳ này. Run parallel, lệnh thần kỳ. Run parallel. Đó, bây giờ cô giáo nhấn play nhá. Rồi, tuyệt vời. Hai bạn, một bạn đã lùi, một bạn tiến về phía trước. Tiếp tục, cô giáo cứ thế, cứ run parallel. Cô giáo sẽ nhấn vào cái bút răng cưa. Attach, đấy, thêm set animation. Bây giờ cô giáo sẽ set cho bạn rabbit, là bạn thỏ. Bạn thỏ cũng run nhá. Bạn thỏ cũng chạy nhá. Chạy trong vòng bao nhiêu giây nè. Bạn thỏ, cô giáo cho bạn thỏ chạy nhanh bằng bạn cún đi. Đấy, bạn thỏ chạy nhanh bằng bạn cún. Rabbit, bạn thỏ cũng chạy 10 giây mà chạy được 30 mét. Nhấn thử nào, play. Rồi, hai bạn này chạy bằng nhau. Run parallel. À, còn bạn Jack Boy này nữa, cô giáo sẽ bấm vào đây, cô giáo chọn attack. Đó, thế là thêm một attack nữa, cô giáo sẽ chọn action, chọn set animation cho bạn run parallel nhá. Change from move map, có nghĩa là bạn boy này, Jack Boy này sẽ đi được, có như ở đây bạn ấy sẽ đi chậm hơn ô tô đi, bạn ấy sẽ đi mất khoảng độ 30 giây thì bạn ấy mới đi được 30 mét chẳng hạn vậy. Đó, ở đây sẽ là Jack Boy và ở đây sẽ là lệnh run. Đấy, có rất nhiều lệnh, các bạn phải sẽ vào đây các bạn sẽ khám phá hết cái lệnh này. Đấy, à, các cái trạng thái này. Còn ở đây cái lệnh màu xanh này có nghĩa là đi, đối tượng move là đi ai đó đi thời gian bao nhiêu mét trong vòng bao nhiêu giây, có thể là đi thẳng này, lùi này, sang trái này, right là sang phải này, up lên này, down là xuống này. À, thế bây giờ còn một lệnh up nữa, cô giáo sẽ thêm vào đây một chú chim nhá, animal nhá. Một chú chim này. Rồi, sẽ xoay cái chú chim này. Rồi, cô giáo sẽ set animation run parallel attack. Cô giáo sẽ set animation cho chú chim này, mở code cho chú chim này nhá. Đó, chú chim này tên là gì đây?
OWL là chú chim này nha, OWL nha, OWL nha, transform này, move này, move này, OWL này, sẽ đi được bao nhiêu? Cho bạn này bay nhanh đi, bạn ấy sẽ bay được trong vòng 10 giây, bạn ấy bay được 30 mét đi. Đấy, bạn ấy sẽ bay up là lên. Đấy, nhấn play. Rồi, các bạn thấy chưa? Ố, nhưng bạn này không vỗ cánh à? Còn ta sẽ xem tại sao bạn ấy không vỗ cánh nhá. À, bạn không vỗ cánh bởi vì mình chưa chọn cho bạn ấy là lệnh fly là bay. Rồi, nhấn play. À, bạn ấy vỗ cánh bay lên trời rồi. Đó, được chưa? Bay thẳng lên. Thẳng vuông góc lên. Đấy, đấy là các cái lệnh. Các bạn nhớ cho cô lệnh move đi được bao nhiêu trong vòng bao nhiêu mét, đi đối tượng nào đó đi được bao nhiêu mét trong vòng bao nhiêu giây, và đi thì ở đây có các hướng đi: đi thẳng, lùi, sang phải, à sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới. Đó. Phần bài học ngày hôm nay đến đây là dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy làm bài tập này nhé. Xin chào các bạn.